bữa ăn yêu thương nó được gửi đến cho bệnh nhân như là một cái món quà tinh thần để bệnh nhân bên cạnh cái việc là mỗi ngày phải tiêm truyền thuốc, phải điều trị, phải tham gia về các cái công tác điều trị thì họ không phải lo lắng về cái bữa ăn của mình nữa. Cầm được không? Cầm giùm cô đi. Cô ngồi đâu cô? Rồi, để đây ha. Rồi, cô ngồi đây nha. Một phần là được một tô bún với là bốn hộp sữa, một chai nước. Ba nhận ra ba thấy bệnh viện cũng nhiệt tình lắm, thương bệnh nhân. Các lần trước cũng có cho ăn buổi trưa, cho sữa. Rồi lại buổi trưa lại có cho cơm. Cũng ngon, nấu rồi. Nó trong đó là thứ nhất là bữa trưa nên là cũng y như là niềm vui của cuộc sống vậy đó, ấm lòng á, ấm lòng những người họ bệnh nữa. Một bữa ăn như vậy là rất là quý, nấu rất là ngon, ăn ngon tuyệt vời. Tại vì mua một phần ăn ở ngoài nó tới 30 mấy 40 ngàn, mà như vậy thì nó đỡ được là như ngày mai không có hỗ trợ thì tôi phải mua. Cô mấy cô xích lên đây mẹ, cô khuyên cho bệnh nhân giùm em nha. Chúc cô ngon miệng nha cô. Bên đây lấy rau với đũa. Thông thường á thì bệnh viện sẽ có những cái bữa ăn gọi là cố định hàng tuần. Ví dụ như là trưa thứ năm hàng tuần thì đều có. Nhưng mà bên cạnh đó thì khi mà có nhiều cái cá nhân hoặc nhiều cái tổ chức mà họ muốn hỗ trợ hơn nữa thì chúng tôi sẽ có những cái bữa ăn phát sinh, ví dụ như có thể thứ ba hàng tuần hoặc là có thể là thứ tư hàng tuần, tùy theo lòng hảo tâm của một số các mạnh thường quân cũng như các cái tổ chức. Với ước mong mọi người có sự đủ đầy hơn trong cuộc sống, và từ tấm lòng tôi với những cái tôi có và tôi sẵn lòng ước mong được sẻ chia và sẻ chia cho cuộc sống, và nói chung là nó được tiếp duyên từ một người chị. Tôi lúc đó là tôi còn đi làm ở Từ Vũ, tôi là nhân viên của phòng hành chánh quản trị, thì nói chung là mình cũng tham gia năm khoảng tầm 2012-2011 đó. Đó là lúc đó là ở có một cô em ở bên Úc, cô đó là phát xuất là từ cái quỹ của cô đó, là lúc đó tôi làm ở đây, thành ra tôi biết được cái đó thì tôi mới xin em á là cho một suất để cho mỗi tháng hàng tháng, là lúc trước là một tháng 2 kỳ lận, để giúp cho bệnh nhân có buổi trưa đó, cho đầm ấm chút xíu với mình, lên mình chia sẻ với mấy cô. Rồi từ đó tôi có kêu Trang là phòng tổ chức đó, rồi có kêu Trang tham gia cùng. Từ đó lúc mà tôi nghỉ thì Trang tiếp nối, là coi như Trang đem được cái tình yêu thương loan tả được tất cả các nhân viên ở đây cùng với Trang để mà góp phần một buổi trưa cho bệnh nhân, cho ấm lòng. Cô có chưa? Chúc cô ngon miệng nha. Bên đây lấy rau nè cô, rau với sữa bên đây nè cô. Đây. Những cái hành động đẹp như vậy chúng tôi cảm thấy rằng rất là vui và rất là hạnh phúc. Cái hành động này chúng tôi mong muốn là lan tỏa ra cộng đồng ngày càng nhiều hơn và trao đi càng nhiều, cũng như là sẽ có càng nhiều các cái tổ chức cũng như các cái mạnh thường quân họ biết đến và họ sẽ đồng hành cùng với bệnh viện để lan tỏa ngày càng tốt hơn mà mạnh hơn và trao được nhiều cái giá trị đến cho người bệnh hơn.